Mới đây, trên mạng buôn bán hội chia sẻ hình ảnh người thiếu phụ quỳ gối dưới nền nhà và bị tạc sơn đầy người khiến nhiều người xôn xao. Bên cạnh dòng chia sẻ, chỉ vì lỡ yêu phải chồng người khác thôi mà và cái kết là hình ảnh một người thiếu phụ đang khuynh tay, quỳ gối dưới sàn nhà. Từ tóc, mặt mũi đến toàn thân được phủ nguyên một lớp được cho là sơn tường, bè phái nhầy, có màu xanh. Bên cạnh còn rổ rau gót đang nhặt dở. Người thiếu phụ đang nhặt rau thì nhận nguyên đống sơn lên đầu. Từ tóc mặt mũi đến toàn thân được phủ nguyên một lớp được cho là sơn tường bè phái nhầy màu xanh. Bên cạnh còn rổ rau gót đang nhặt dở. Dù bị đổ sơn toàn thân, nhưng người thiếu phụ vẫn im lặng, ngồi im chịu trận. Không biết vì sao, sau đó người này còn phải quên tay, quỳ gối xuống nền nhà. Mặc dù chưa biết thực hư nguồn cơn sự việc ra sao, nhưng ngay khi đăng tải, những bức ảnh này đã chiếm được rất nhiều ý kiến trái chiều. Một số thì cho rằng, nếu người thiếu phụ này cặp kè với người có gia đình là sai trái nên có thể bị tấn công ghen. Tuy nhiên, số đông cho rằng dù có chuyện gì xảy ra thì việc tạc sơn hay chất bẩn lên người khác là không nên và hành xử như vậy có phần thiếu văn hóa. Hiện những bức ảnh này vẫn đang lôi cuốn sự quan tâm, xem xét của đông đảo cư dân mạng.